tính đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận 746.506 liều vaccine phòng COVID-19 các loại và đến nay đã triển khai tiêm 797.712 liều. Từ con số này thì có nhiều thắc mắc từ dư luận là vì sao số người đã tiêm vaccine là nhiều hơn số lượng vaccine được phân bổ. Ngành y tế khẳng định số người tiêm vaccine đúng với thực tế vaccine Bộ Y tế phân bổ. Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng sẽ lý giải cụ thể về vấn đề này. Thật ra có cái tình trạng là cái số lượng người tiêm cao hơn cái số vaccine của thành phố Đà Nẵng được phân bổ. Bởi vì riêng cái loại vaccine là AstraZeneca thì nhà sản xuất đóng cái liều như vậy là 10 liều trong một lò và mỗi liều tiêm như vậy là 0,5 ml. Tuy nhiên nhà sản xuất họ đóng đến 6,5 ml trong mỗi lò. Chính vì vậy mà khi thành phố Đà Nẵng chúng ta sử dụng loại bơm kim tiêm từ khóa rút đúng cái liều lượng 0,5 thì như vậy mỗi lò vaccine như vậy thì chúng ta có thể tiêm được cho đến 11 đến 12 người. Chính vì vậy mới có cái số liệu là số lượng người tiêm là nhiều hơn cái số liều vaccine mà chúng ta thực nhận.